Xin chào mọi người, mình là Shiny, mang số bí ẩn số 40. Thì hiện tại mình đang là một trong 3 bạn thí sinh đã vượt qua được thử thách của Audition Camp và đi đến những chặng đường cuối cùng này rồi. Thì mình xin phép được tự giới thiệu lại bản thân một lần nữa nha. Mình tên là Shiny Quỳnh, mọi người có thể gọi mình một cách đơn giản và dễ nhớ là Ni. Thì tại sao lại lấy tên là Shiny Quỳnh? Bởi vì đây là một cái tên mà mình nghĩ là có thể thể hiện được tính cách của mình một cách rõ ràng nhất. Bởi vì Shiny vừa có thể là e thẹn và ngại ngùng mà vừa có thể là tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu nữa. Thì mình biết đâu được là đây cũng là một tính cách mà có thể thu hút được các bạn thì sao? Nói về mình thì mình khá là thích đọc sách. Mình thích đọc sách, nhấn mạnh 3 lần. Mình thích ôm mèo, mình có một con mèo có tên là Nà Ní rất là dữ và không bao giờ cho mình ôm cả. Ngoài ra thì mình còn thích cả chơi game. Những game hiện tại mà mình đang chơi có bao gồm cả Genshin Impact và Pokemon Unite ở trên Nintendo Switch. Thì những bạn nào mà cũng có chơi những game này thì có thể add friend mình để chúng mình giao lưu và đi tắm muối mỗi ngày nhé. Ngoài ra thì mình còn thích mặc đồ đẹp nữa. Như mọi người có thể thấy, mình thích thời trang Lolita và mình cũng mong muốn là có thể truyền bá được cái dòng thời trang này đến với đại chúng Việt Nam hơn nữa. Lý do mà mình trở thành một idol đó là bởi vì mình mong muốn có thể sử dụng được cái sức ảnh hưởng của mình để truyền đến cho những bạn khán giả xem màn biểu diễn của mình sự tự tin, cái năng lượng và cái lòng nhiệt huyết để các bạn cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục đối đầu với những thử thách sắp tới trong cuộc sống của mình. Nếu mà để nói kỹ hơn về bản thân của mình thì chắc là không đủ bởi vì thời lượng video có hạn. Tuy nhiên là nếu như những bạn nào mà muốn theo dõi và tìm hiểu thêm về mình thì các bạn nhớ là hãy follow page của mình và các trên mạng xã hội nhé. Ok, và mình sẽ rất là vui nếu như các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình cũng như là các bạn thí sinh còn lại ở End of Idol trong hành trình sắp tới của chúng mình. Một lần nữa thì mình rất là mong sẽ được gặp mọi người sớm nhất có thể. Ok, thì một lần nữa, mình tên là Shiny và mình rất là thích các bạn. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.